Vâng, Đỗ Bích Quyền xin kính chào tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi video của kênh chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì bên cơ sở vừa phun sơn BU và hoàn thiện xong cho cặp lục bình trước mắt quý vị đang theo dõi đây. Vâng, và cặp này thì bên cơ sở là làm cho chú Sơn ở Ân Thi, Hưng Yên, và chú đã liên hệ trực tiếp cho bên cơ sở để đặt mua đôi lục bình đục tư quý và có chiều cao 1m20, vâng ạ, đường kính 34 và hàng phun theo màu đỏ đậm yêu cầu của chú, và bên cơ sở vừa phun xong, vâng ạ. Và trước khi giao giả cho chú thì muốn gửi tới tất cả mọi người, những ai đang tham khảo về lục bình chất liệu gỗ xà cừ này thì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cũng như là độ tinh xảo của cặp lục bình. Vâng, và hiện tại thì bên cơ sở là sẵn cực kỳ là nhiều mẫu mã lục bình và kích thước chiều cao cũng như là đục và trơn khác nhau, và quý anh chị nào cần tham khảo tư vấn đặt mua những đôi như thế nào thì hãy nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho bên cơ sở theo Zalo hoặc số 0354318894, và địa chỉ của cơ sở thì ở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Và cũng xin được báo giá luôn cho đôi có chiều cao 1m20, đường kính 34 trên đây, bao gồm sơn VU đẹp đẽ, có giá là 8 triệu đồng, vâng ạ, 8 triệu đồng. Và bên cơ sở sẽ miễn phí vận chuyển 100 km quanh khu vực Hà Nội, và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam và giao tận nhà mọi người luôn, vâng ạ, cực kỳ là đẹp. Và cũng xin được kết thúc video cho đôi 1m20 trên đây, và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Vâng, và xin chào mọi người nhé.